anh chị đã quay trở lại video mới nhất kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Nay tiếp tục có về một số cây để giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Rất mong sự ủng hộ anh em, ủng hộ cho em. Chào cô chú anh chị các anh ơi. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị ha. Rồi bữa nay em về một lô cây qua giấy sát pháo hàng bonsai, hàng đẹp đẹp ha anh chị. Bữa nay lên lô cây chữ gì anh? Rồi bữa nay mình lên lô cây là chữ U ha. U ha, nay U1. Cây U1 này nó nằm hết cái chậu luôn á anh chị. Đẹp quá lắm đẹp nha. Luôn. Cây này sát pháo một màu ha. Cây này em khui trong cái chậu ra nó còn nguyên bộ đất luôn anh chị. Đó. Cây đặc nha, không bọng không bể ha anh chị. Đó, cây rất là đẹp. Đó. Rồi cho cái thông số mã số U1 đi. Cây U1 là cây sát pháo nha anh chị. Cây rất là đẹp. Rồi hoành thân của em nó là 20 anh chị ơi. Hoành thân là 20. Quành cũ luôn anh ơi. Áo cái cũ cho chị em tham khảo luôn, anh chị em tham khảo ha. Bữa nay cây đẹp, giá sinh viên ha, để cô chú rồi, anh chị. Rồi cũ 99. Ủng hộ cho em. Chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao là 77. Chiều cao là 77, cây mã số U1 là cây bonsai ha, dáng xuyên phong. Cây đặc cũ đẹp. Cây này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị là giá là 800 ngàn. Em bao ship, bao sống cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Bây lô cây bữa nay thì giá rất là hợp lý để cho cô chú anh chị ủng hộ cho em. Rồi lên lô cây. Tiếp theo là cây mã số U2. Bữa nay cái gì nó dướng ha, cần cổ hoài. Cây mã số U2 là cũng là qua giấy sắc pháo luôn ha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy ha, cái cây rất là sống khỏe ha. Cây nhà em bán thì bao sống bao ship ha anh chị. Những cái lô cây mà em vừa đăng lên vừa rồi thì cô chú anh chị cũng đã nhiệt tình ủng hộ cho em thành công hết, thì điều đó rất chân thành với ơn cùng cô chú anh chị ha. Anh chị yêu thích xem qua kênh đó, có ủng hộ em thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like ha, thì điều đó là rất chân thành với ơn cùng cô chú và anh chị. Cây này là cây mã số U2 là qua giấy sắc pháo. Cây này có bọng bể không? Rồi cây này là cây đặc, nhưng nó có cái lõi cái nhánh đây nè. Cây này cây đặc nha anh chị, nhưng rồi, mà cái nó nhánh có này cái người ta nhánh không có cắt, nhưng mà người ta bẻ hay gì nó có cái thẹo gì đó, nó cũng sành cho cứng nhắc à. Nó đặc có lũa vô không anh? Không. Rồi cho thông số cây mã số U2 đi. Quá khủng anh chị ơi, 39. Rồi hoành thân là 39 ha anh chị. Cái cây này nó dẹp dẹp nha. Không có tròn. Đo lên tới chiều cao đi. 63 chiều cao. Bay ra được 72. Rồi cái độ mà nó bay ra là 72 ha anh chị. Dạ cây mã số U2. Cây này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị là 1.200.000. Em bao ship bao sống cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Đó. Rồi xuống cây. Tiếp theo. Cây này là cây cái già nó lắng lứt hả anh chị, qua giấy nhưng mà em không có thấy mặt bông ha. Một là đỏ đơn, hai là vàng ha. Thì bây giờ nó trúng cái gì thì cô chú anh chị chơi cái đó nha. Tại vì là cái này em không có thấy cái bông ha. Thành thử ra bây giờ là, nhưng mà em dám bảo đảm với anh chị là không phải sát pháo. Nó một là đỏ, hai là vàng. Đó. Rồi cho thông số mã số U3 anh ơi. Rồi hoành thân được 22. Hoành thân là 22 ha, chiều cao luôn. Chiều cao được 97. Chiều cao là 97 ha cô chú anh chị. Cái cây mã số U3 này nè, ở trên cái đầu á có, nó có mấy cái nhánh gì nghe anh chị. Đó, có sao em báo vậy nha. Đó, nhưng mà cây là em bán bao sống bao ship, anh đừng, cô chú anh chị đừng lo ha. Đó. Cây rất là đẹp ha. Cây đặc nhưng mà có mấy cái đầu chiều nhánh cao luôn đây, chiều cao đó. Chưa? Rồi chiều cao rồi 97. Chiều cao là 97 ha. Dạ cây mã số U3. Cây này em xin giao lưu với anh chị là giá là 600 ngàn. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. 600. Tiếp theo là một cây bonsai nữa anh chị. Sắc pháo ha. Hàng VIP không nha anh chị. Cây mới vừa về không ha. Đó. Cây rất là đẹp. Đó. Một cây giáng quyền. Cây rất là đẹp. Cây này em bao cho anh chị là cây đặc 100% nha, không bọng không bể nha, cây sắc pháo. Đó, cây rất là đẹp anh chị ơi.
bể đế đẹp ha. Nè anh chị thấy ha, cây bữa nay nó ra xịn Đây rồi để nè. ra tới đây luôn ha. Đây để ra đây luôn ha. Rồi cho cái thông số mã số là U4. Dạ hoành thân là được 40. Hoành thân là 40 ha anh chị. Chiều cao cũng được 72 luôn. Chiều cao là 72. Tài 70 thiên anh chị ơi. 72 phép luôn. Rồi cây mã số U4. Cây này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000, 1.400.000. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Đây, đại nữa. Tiếp theo một cây bonsai đại. Quá lắc anh chị ơi, lắc lượng cực kỳ luôn ha. Cây mã số là U5. Mã số U5 cũng là hoa giấy sắc pháo luôn nha cô chú anh chị. Này già lắm rồi nghe, mấy chục năm Cây tuổi này rồi tuổi đời nó già lắm. Cây này hàng VIP nha anh chị. già Anh móc cứ hết trơn. quay đi, quay cho anh chị xem bên dưới ha. Đó. Cây mới vừa về không nghe cô chú anh chị, hàng đẹp lắm nha. Đó, rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Đó. Ở đây nó có mấy cái nhánh gì đó nha anh chị, nhưng mà không sao. Mấy cái này Đó. là nó lâu ngày nó dặn rồi nó thành lỗ lỗ chứ đâu có mục quẻ gì hết. Cây đặc hoàn quẹo toàn nha anh chị. hoàn toàn cái đặt hết trơn ha. Đó. Rồi cho cái thông số mã số là U5. Dạ hoành thân được 45 anh chị ơi. Rồi Đây. hoành thân là 45 cây đặc nha anh chị. Chiều cao được 112. Chiều cao là 1m12. Cây mã số U5 là cây hoa giấy sắc pháo hàng VIP đẹp nha anh chị. Cây này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là 3.800.000. 3.800.000 em bao ship bao sống cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cây mã số U6. U6 là hoa giấy sắc pháo nha anh chị. Này cũng lực lắm nè, mà nó Đó, có cây hai này cũng lỗ hàng thôi. bonsai nhưng mà cây này nó có lỗi, mình bán giá sinh viên để cho anh chị về chơi ha. Nói chung cái dòng hoa giấy với cô chú anh chị nó rất là khỏe ha. Đó. Nói chung nó rất là dễ sống. Đây, Cây này đây đầy thì đủ nè. nó có mặt tiền được là đẹp, bên đây thì nó có lỗi nha anh chị. Coi như nó lũa nhưng mà lũa rất là Đó. nhẹ ha. Đây, nó lũa Nó chứ. sành hết trơn anh chị chứ nó không có mục nữa nha, nó sành nó quá đá hết trơn rồi, nó cứng nhắc à. Đó. Rồi thì cái cây có lỗi mình bán rẻ cho anh chị chơi, cho thông số mã số là U6 đi. Hoành thân cũng khủng lắm nè. 45 hoành thân. Hoành thân là 45 ha anh chị. Chiều cao là được 85. Chiều cao là 85. Rồi cây này thì nó có cái khuyết điểm là cái chỗ đó nó bị bể bể dưới đây nha anh chị. Đó. Nhưng mà em quay kỹ lại một lần nữa cho anh chị xem nè, nó quá đá hết trơn rồi ha, nó sành cứng ngắc à, chứ nó không có gì hết ha. Dưới phần gốc này còn nguyên nha. Đó, gốc này gốc đặc luôn, ở bên dưới thì nguyên không có gì hết. Rồi cây mã số U6, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000, 1.100.000 em bao ship bao sống cho cô chú anh chị toàn quốc nha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số U7. Một cây bonsai đại nữa anh chị ơi, đẹp lắm. Cũng là hoa giấy sắc pháo một màu nha, em nhắc lại, sắc pháo một màu. Đó, cây rất là đẹp nha anh chị. Cây này thì nó già cây lắm, cây này nó có cái lỗ đây. Đây có Đó. lỗ một ngón tay cái như tắt đó, Cỡ khoảng như tắt nha anh chị. Còn bên dưới này nó đặc nha. dự đặt Bên dưới nó đặc không có gì hết. Anh chị mà về mà bùa phép lại anh chị xử lý lại thì ok không có gì hết. Rồi xây đi anh. Rồi cho cái thông số mã số là u U7. bảy Hoành thân. Rồi hoành thân là 47. Hoành thân là 47 ha anh chị. Nè, bên trên nó có mấy lỗ vậy đó nhưng mà trên lỗ này thì không ăn thua. Sành. Rồi chiều cao là được 91. Chiều cao là 91 ha anh chị. Dạ cây mã số U7. Cây này là em nhắc lại hoa giấy sắc pháo một màu. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. 4 triệu cho cây mã số U7. Rồi xuống cây.
Tiếp theo là cây mã số U8. Cây U8 này da tơ lắng lứt nha anh chị. Cây này sắc pháo một màu ha. Rồi cho thông số mã số U8 anh nè. Hoành thân là 38. Hoành thân là 38 ha anh chị. Rồi chiều cao luôn. Dáng lắc cũng đẹp luôn. Chiều cao là được 106. Chiều cao là 1m06. Dạ cây mã số U8 là cây hoa giấy sắc pháo. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cây mã số U9. Cây U9 này anh chị về chơi phong dù đẹp nè. Đó, lên trên rất là nhiều nhánh ha. Đó. Bên trên rất là nhiều nhánh, nhiều nhánh nha anh chị, rất là dễ chơi. Đó. Cây này em nhắc lại là mã số U9. Hoa giấy sắc pháo một màu. Rồi cho thông số cây mã số U9 đi. Dịnh cây, dịnh cây. Hoành thân của em nó là 26. Hoành thân là 26. Chiều cao là 1m36. Chiều cao là 1m35. Đã, cây hoa giấy sắc pháo U9. Cây này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000. Em bao sống bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Dạ cây mã số U9 là cũng cây cuối video, cuối chương trình. Em cảm ơn cùng quý cô chú anh chị đã thời gian qua ủng hộ cho kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Thì em rất chân thành biết ơn cùng cô chú anh chị ha. Anh chị yêu thích nhớ cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like. Rồi em xin hẹn anh chị lại video sau. Xin chào.